Công ty Đại Phát Viễn Thông xin giới thiệu với quý khách sản phẩm bộ đồ nghề thay ép kiến hoặc sửa chữa 9-1. Thì bộ đồ nghề này bao gồm một cây để tách iPad, một con dao để rọc, hai cây đu vít, một bộ đối đất, các cái kẹp để nghiêm đầu, cây dép chất lượng cao. Sản phẩm được công ty Đại Phát cung cấp với giá thành siêu tốt. Quý khách vui lòng truy cập website daiphatvienthong.vn để đặt hàng. Xin cảm ơn.